Người ta thì mắc cỡ đụng chú bị được á, Dạ. chú là không cỡ hết đụng Mình không có mắc cỡ, mình đi theo đường mình lụm. à, đụng đụng cho mình teo cho sao Dạ. khi mình không có tiền mua cá ăn vậy thì bắn Có cái được bán nha chú ha. không có tiền mua cá thì dụ vậy Dạ. kiếm bốn bốn cái 1.000 một cái 1.000 Dạ. Hay có không ăn hết nha để lại cho đừng có bán hết Dạ. để lại để Dạ. cho Bây giờ nghe được cái nó lý do tại sao mà chú lại treo những cái lon, cái chai, những cái mũ, cái tôn, cái sắt ở lên trên xung quanh cái ngôi nhà của chú, thì đã biết được một cái lý do là chú để dành khi nào mà hết tiền là chú tháo cho tôi bán. ừ. Đó. Với lại treo để lùng lẳng nghe đỡ buồn. Nghe buồn Dạ. Hôm nay lại tiếp tục lang thang cả nhà mình. Hôm nay đưa chị lang thang đi ngang qua cái tuyến đường này, ghé lại thăm lại cái hoàn cảnh của cô chú sống ở trên một cái đồi núi. Tập video trước đưa chị lang thang có đến rồi, nhưng mà không có cô chú ở nhà, có con dâu cô chú ở nhà thì cũng được con dâu chia sẻ là hoàn cảnh của cô chú rất là khó khăn. Cô chú là người đồng bào Đắk Lây, mà đôi chúng tôi thay cũng tò mò một cái vấn đề này như thế này cả nhà. Nhìn cái ngôi nhà của chú treo lủng lẳng những cái đồ vật rất là kỳ lạ, son lon rồi những cái đồ chơi trẻ con ở nhà nhìn lạ lắm lắm, mà lúc trước lên thì không có gặp cô chú nên mình không có tìm hiểu được. Cũng muốn gặng hỏi xem là chú treo những cái vật dụng như thế này là có ý nghĩa gì, treo cho vui hay là mình xua đuổi một cái con vật gì đó hoặc là như thế nào. Thì tập video trước chia sẻ có rất là nhiều cô chú anh chị quan tâm. Có nhiều người cô chú anh chị bình luận đó là treo cho vui và treo để xua đuổi những con chim, hoặc là treo để khi mà có gió họ đánh qua đánh lại kêu lủng lẳng thì nghe nó mát tai như thế nào. Thì mời cả nhà mình hãy đồng hành cùng với Đức Chúa Lương Thang. Trước khi lên trên thì Đức Chúa Lương Thang cũng xin gửi lời chúc đến quý bà cô chú anh chị mình một ngày mới thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an cho cuộc sống. Cả nhà đồng hành cùng với Đức Chúa Lương Thang nha. Đây cả nhà mình xem. Người đồng bào Đắk Lây họ sống trên núi thì nhìn rất là giản dị, rất là đơn sơ cả nhà. Đây, nhìn cái ngôi nhà của cô chú sinh sống thì cái kiểu cái ngôi nhà như xây dựng lên là nhìn thấy nó lạ lẫm lắm cả nhà. Chú đang ngồi phía trên. Con chào chú. À, hôm nay chú không có đi làm, chú ở nhà hả chú? À, chú cho con làm quen nha. Rồi, rồi. À, chú đem cho con cái mic để chú cháu mình trò chuyện nó dễ dàng hơn ha. À, chú cho con một cái ghế luôn nha. À, rồi. Dạ. À, trước tiên thì chú có thể là cho con biết tên chú được không? Được, được hết đấy. Chú tên gì nhỉ? Dạ, Cường. Chú Cường. Chú Cường mà. Chú là người đồng bào Đắk Lây. À, rất là. Dạ. À, chú năm nay chú được bao nhiêu tuổi rồi? Tuổi không biết, năm 69, à 69 á. Sinh năm 69. Dạ. À, theo con biết là sinh năm 69 là tuổi con Tuất. Biết rồi, chắc là vậy. Dạ. Đã biết chữ. Dạ. Không Không biết chữ. biết ngày xưa đâu học đâu. Không biết tuổi của Ủa, mình. không, biết sinh năm sinh thôi. Năm sinh nghe ông già nói là Dạ. năm 69. Vậy Dạ. vậy thôi. Tôi không biết. Dạ. Bà xã chú đâu? Bà xã đi kiếm măng à. Ồ, đi kiếm ăn rồi. Hôm nay chú không có đi núi hả? Mới mới đi hồi nãy đi 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 rẫy à, núi Dạ. núi không có là sao không có. Dạ. Hôm bữa lên á, hôm bữa con có ghé qua đây một lần rồi. Dạ, bữa cho cái này này Dạ. sao cái này, cho mấy cái năng lượng này này Dạ đúng rồi. à. À, con ghé qua để con hỏi thăm, À. để con tìm hiểu về cái cuộc sống của người đồng bào Đắk Lây miền núi. À đúng rồi. Thì không có gặp cô chú, nhưng mà được À, đi làm biết à. con dâu của chú chia sẻ hoàn cảnh của chú À. rất là đặc biệt, rất là khó khăn.
thì con có đi lên tít ở trên một cái nhà trên kia đó nè. Dạ đó bữa. Dạ ở trên nữa. Dạ xa lắm. Vậy là bà xã của chú đi bị măng rồi. Bị măng. Dạ đi bà sao có 3 giờ về. Dạ đi trên núi cao hả chú? Con đi ngang chỗ ở suối A. Dạ đi xe A bên kia. Dạ chú sống trên này lâu chưa chú nhỉ? Lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi? Biết là năm 98 á. Năm 98. 1998. Ừ. Ồ. Là ở đây nè. Dạ. Mà ít đó có con là con đi theo vợ rồi. Dạ. Ở Ma Tài một đứa. Dạ. Giờ ở Phục Thành một đứa bữa con dâu á. Dạ. À, bữa đó. Chú có mấy người con? Hai đứa. Hai đứa. À. Con đầu của chú lớn nhất là bao nhiêu tuổi? Năm 93. 93. Dạ, là con đầu luôn á. Con đầu á. Còn thứ hai là 2003. Dạ. Vậy là hai vợ chồng chú là sống ở đây thôi. À đây. Con cái không có sống chung. Không. Chú con nhìn thấy chú ở trên một cái đồi núi như thế này thì cái khu đất này là tự chú khai thác ra luôn hả? Khai thác luôn. Đất này của ông bà ngày xưa để lại hay là không mà mình kiếm bị thác à. Vậy hả? À. À, chỗ này chú đào luôn hả? Ờ. Đào luôn á. Ừ. Mình chú làm luôn hả? À. Sao đào được hay vậy? Đó lấy cái cuốc. Con cuốc thấy đá rất là nhiều mà sao chú cơ làm cái... lấy cái ní chứ. Cái ní cái cuốc á. Cái cuốc không? Dạ biết. Cái cuốc á. Đào. Đào sẽ làm bằng vậy cho nó dễ đi. Bên đây là nhà ngủ. Ừ. Là nhà bếp. Bên kia là nhà bếp. Ừ. Chú, con hỏi một cái điều này chú chia sẻ với con được không? Con thấy cái ngôi nhà của chú sơn cái màu sơn sao nhìn dạ. Kiểu như là nó lạ lắm á. Dạ. Mà chú treo những cái chai cái lon rồi cái bì cái nhựa là treo nhiều xung quanh nhà mình là có ý nghĩa gì chú? Còn cái này là gió làm nó có tiếng thơ. Làm có tiếng nó đụng nhau nó tiếng kẹt rặt 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 á. Tại sao chú lại có một cái ý nghĩa sáng tạo như vậy chú? Làm chơi à, không có gì đâu. Làm chơi. Ừ. Cái cục có đâu có con có đâu, con đi thế dở rồi, cục cái đó nó buồn. Ồ. Vậy thôi. Vậy hả? Ừ. Chú cứ biết là nếu mà người lạ nhìn thấy cái ngôi nhà của chú á, mà trên một cái đồi núi như thế này thì họ sẽ có một cái cảm nghĩ là ồ sao cái ngôi nhà này treo những cái vật dụng sao thấy lạ quá. Dạ. Nào là lon bia. Bia. Rồi những cái đồ chơi con nít. Rồi những cái son rồi cái thùng chú treo cái lon bia này là mấy anh em uống thơ và anh không uống bia uống rượu đâu. À, chú không uống bia uống rượu? Không, không à. Là mấy anh em Tết chơi á. Tết uống, á hả? Không, mình thường Tết chơi á. À. Là đem thùng bia về, đem để uống cho dạ. Vui. Dạ. Giờ vui cho ông già. Ông dạ. Già đâu có con gì đâu. Mấy người ở Phan Rang á. Thường thường á là ví dụ như ban đêm mà chú ngủ á. Rồi gió, ừ. Cái tháng gió á, rồi nó kêu sao ngủ được không chú? Ờ, quen rồi. Con tưởng đâu là chú treo cái này là để chú xô đuổi chim hay là con gì đó. Không à. Hay là những con vật trên núi á. Không à. Hay là treo để cho vui thôi. Treo vui thôi. Ồ. Hình như là chú có một cái tâm hồn là lạc quan hả? Chắc vậy. Sống lạc quan nên là mình treo vậy để thích thú. Thích thú. À. Thì hôm bữa con có ghé thăm một lần đó. Dạ, con chia sẻ cái hồng cảnh cái ngôi nhà của chú trên kênh con á. Bữa đó gặp đó. Gặp. À, có nhiều bà con vậy, bà đi con đi làm đi kiếm mang về bà không mà đi kiếm củi về đó có nhà đâu. Dạ. Giờ nãy mới tới thì con té rồi về ăn cơm. Dạ. Dạ. Cả nhà hôm nay được chú Liên Thang đến đây cũng tò mò mình tìm hiểu về cái những cái vật dụng chú treo á. Thì hôm nay cũng đã biết được cái sự thật rồi. À, chú chia sẻ là treo cái này để cho vui thôi. Chứ không có một ý nghĩa gì cả. Chú là ở trên đây là chú mình làm công việc gì chú ha? Đã có công việc làm đó. Mình làm công việc gì để mình kiếm tiền, mình mua gạo, mua cá, mua bắp? Mua để kiếm để đi làm hả chứ? Để làm thuê. Làm thuê? Ừ. Thường thường là chú làm công việc gì? Làm cắt cà ri, rồi là cào bùn, gì đó. Rồi là lặt á. Cái làm, nó làm có ít ngày, có 6-7 công tuần về dựa bên miết à. Dạ. Ừ. Chú không về làng à? Vướng về thôi, chiều đi chút đi mua đi chợ nước. Dạ. Nước uống. Dạ. Ở đây không có nước đâu.
Đâu có tiền đâu, lấy nước mượn được cũng có chỗ đây này, không có tiền lấy. Nước uống á hả? Ở nước có ống này nè, có ống mà mình đâu có tiền mà mình lấy. Mà còn cái nước mà cái nước mình sinh hoạt như rửa chén giặt đồ là lấy nước nào? Vua nước đó luôn, mình chở luôn chứ, để xe đa chở. Dạ. Chở lên đây là dắt lên đây chở. Ừ, dắt cái dân lên. Dắt như chắc, lên thùng thùng kia, thùng thùng xanh xanh á. Dạ. Thùng 30 lít. Thùng đó. Con thấy cái dốc nó cao quá là dắt được không? Dắt nổi được, không? Được chứ. Rồi có khiêng không? Khiêng. Khiêng hay cho chồng, khiêng. Dạ. Người già rồi, dắt không nổi nữa rồi. Dạ. Hôm bữa con có đến á là con tặng cho chú một cái đèn năng lượng. À đúng rồi. Rồi tặng cho chú 1 triệu. À, rồi. Bữa con dâu nữa, con dâu 1 triệu. Tháng phá bữa. Chú có bất ngờ không chú? Rồi, vâng, con dâu gì nói sao chú? Mấy em cho mừng vô. Dạ. Giúp cho vợ mua gạo ăn vậy. Dạ. Chú ở trên đây thì trước là không có điện. Không có điện luôn. Không có điện. Điện đâu. Nhưng mà có vô thì vô mà làm có tiền là có điện, gần điện đâu. Dạ. Xa. Chú có thể là dắt con đi một vòng tham quan ngôi nhà của chú được không? Được, ở trong làng hả? Không, nhà ở nhà. Được hết á. Nhà dưới làng là nhà chú tự cất hay là như thế nào? Nhà nước. À, nhà nước. 1/4 hả? 1/4. Nhà một bữa nhà nước cho một làng luôn á. Dạ. Là lấy số. Số là nhà nào mà nhà tung tung, số nào vậy. Dạ. Nhà số 6, số 4, số 3 vậy. Dạ, chú không ở nhà mà chú lên cho nên chú ở. À, bữa ở cho có con ở bữa đó. Dạ. Mà con thích ở đây, Còn nhà thì cho con ở. À. Còn mình hai chồng lên đây ở. Ừ. Con trai mà. Dạ. Đó, theo thầy vợ. Dạ. Muốn thầy vợ, muốn ở đây, Chú, ở cậu tế nhị được không? Hả? Ví dụ như ở rừng núi nhà mình quen rồi á, rồi như ban đêm, ban hôm rồi mình đi vệ sinh rồi đó, rồi thấy những cái hiện tượng nào lạ lạ đâu không? Như thuốc dữ hoặc là những hiện tượng nói về tâm linh này kia chứ. Tại không, đâu có sợ đâu. Không sợ. Quen à? Dạ. Quen ở rừng rồi. Chú thấy bao giờ chưa? Chưa, không thấy. Không thấy chứ không sợ. Thấy chắc sợ. Chứ thường là những con vật lạ thú dữ đó. À. Có xuống nhà chú không? À. Khỉ rồi. Ở đây không khỉ đâu. Không có. Rắn rít có không? Có, rắn có. Rắn rít có. À. Rắn, rắn gì chú nè? Cũng biết là rắn đèn đèn là bự. Bự? Ừ. Có đây này. Khi mình gặp gặp nó ngập. Ui. Có đây luôn. Năm ngoái hay là rắn là người ta mua, bên đây không mua nữa rồi. Bỏ xuống nhà luôn. Ừ, bỏ xuống bữa thì bên trước kia là một con ăn thịt luôn rồi. Dài không? Dài lắm. Dài cỡ nào chú? Hơn hơn sải luôn. Hơn một sải luôn. Ừ. Bự lắm. Đen thui luôn. Đen thui luôn. Trời ơi. Chắc rắn rắn độc hả chú? Rắn độc mà. Đúng rồi. Mà sao chú thấy chú dạng chú bắt nó hả? Không bắt nó đi qua chắc muốn ăn gà mình chứ. À, vô ăn gà. Ờ, vô ăn gà. Thì mình gặp nó với nó luôn. Rồi. Chú ra đi con rắn bự vậy luôn rồi. Ừ. Cả nhà. Dài vậy luôn. Hơn. Sao chú dạng vậy? Hơn son luôn mà. Sao chú đuổi đi mà chú dạng gì? Dạ vậy nó mò nó gà, bắt ăn gà luôn á. Ừ. Nó đi miết hả? Dạ. Có thể gặp thì không quá nó chạy thoát. Ừ. Là chú ở đây lâu như vậy rồi là gặp bao nhiêu tình trạng là thấy rắn. Ừ. Bò nhà mình. Một lần thôi. Một lần thôi. Một lần không thấy nó. Dạ. Ui, rắn gì mà bự vậy thôi chứ. Cỡ nào mà trời. Đèn thui. Trời ơi. Hưng xài luôn mà. Ừ. Không sợ hả? Sợ sợ chứ lỡ gặp rồi người quánh trên sao trên bỏ đi sao nó ghét mình nó cắn mình sao sợ nó quay lại hả? Ừ. Ừ. Phải nó quánh nó chứ khơi nó sống khơi quê mình nữa. Dạ. À, bây giờ đội trưởng Hai sẽ đưa cái nhà mình đi tham quan ngôi nhà của chú sống trên một cái đồi núi. À, nhìn cái nhà bếp thì cuộc sống của bà con người đồng bào rất là giản dị và đơn giản đơn sơ. Thường là ở trên đây là mình lâu lâu mình hết gạo, hết thiết yếu đó, mình xuống làng mình mua lên dự trữ thôi chú. À, mua. Rồi ví dụ như là tháng mưa rồi tháng gió mình đi nó gặp những cái khó khăn á, rồi không có đi xuống làng, đi xuống chợ để mình mua cá mua mắm được thì mình phải làm sao, mình ăn những cái món ăn gì như thế nào? À, có tiền ăn chứ, không có tiền thì ăn muối vậy à. Ăn muối? Ừ, bột ngọt vô. Ăn vậy chứ. Ừ. Chú có đi bẫy những cái con vật ở trên núi nữa về mình làm món món ăn cho mình không? Trước con bữa lúc con té là đi được mình già rồi. Dạ. Đi núi rồi. Dạ. Con thấy bà con ở trên đây sống lưu thưa quá ha. Ừ. Sống trên đồi núi như thế này thì
chú có trồng những cái cây gì không, như bắp rồi chuối hay là nào có trồng không? À có chứ, trồng về để nó nắng qua sau sống được. Dạ, không sống được. Làm cho vậy này. À, mình làm để mình ăn thôi. À, ăn đồ ăn. Chú có nuôi ăn không đủ nữa chứ. Dạ. Bò không có đâu. Có nuôi con dê, con heo gì không? À không. Dạ không. Về mua mới mua bữa tiền bữa em cho mua dê 9 tấm á. À 8 tấm. Dạ. Mua gạo 2 tấm. Tại vì cũng thắc mắc á. Hôm nay con quay trở lại thăm chú là con thắc mắc những cái vật dụng như thế này nè, để quay cho cô chú anh chị khán giả xem. Mà chú phải nói là chú có là một người phải nói là đó. Con cảm nhận được là chú có cái gì, điều gì đó nó bí ẩn trong thiệt luôn á. Rồi chú treo trên cây, rồi treo trên mái nhà. Rồi chú sơn những cái màu sơn những nó lạ lạ hay sao á. Chú có sáng tạo ra được một cái gì nó độc lạ không chú? Dạ không à. Không à. Như mình ở trên đây rồi ban đêm ban hôm rồi buồn bã rồi mình làm sao? Ủa sao? Mấy giờ chú ngủ? À, cỡ 12 giờ về. 12 giờ tối. Rồi buồn rồi làm sao? Có khi nào mình buồn hát vui vui trên núi vậy không? Không à. Không biết hát không? Như chú vậy, chú có một cái biệt tài gì nó... Tài năng gì vậy chú? Chú có cái tài năng gì không? Không. Không luôn hả? Này làm lũ cực khổ quá, không có suy nghĩ tới. Không tới. Kiếm sống hoài ngày thôi, ngày được ngày nào hay ngày đó. Đúng rồi. À, chú dắt con đi tham quan ngôi nhà chú chút xíu rồi chú. Đây là chú đào lấy cái mặt bằng. À, dự trữ nước ở đây. Trời ơi, nước mưa. Trời ơi, nhìn cái máng nước này. Sao chú lại có suy nghĩ làm cái máng nước như thế này chú? Sao chú làm rộng to ra, không to cơ đây nè. Không có tiền mua, tiền mua tuần á. Ồ. Trời ơi, hồi lần hồi nhỏ giờ mới thấy được cái máng nước như thế này nè cả nhà. Cái tuần này là dưa mình cắt cái này nè, dưa là mình làm mặn luôn cái này. Rồi có đủ nước xuống đây không? Có. Nước lớn. Trời ơi, lấy cái này. Vậy sao mà đủ cái nước nó tạt xuống là sao mà đủ cái máng nó nhỏ quá, nó sao mà đủ trọng lượng mà nó rớt xuống. Từ nhỏ. Chứ cái này lớn thì rỉ chứ ha. Nhỏ nè. Ồ, cái này là bên đây có cái máng nước này nhìn lạ quá nè, đây nè. Đó, chú phải cắt to ra như thế này nè. Không đó, có nước nó mạnh. Không có tiền mua tôn. Không có tiền mua tôn ấy. Không có tiền mua tôn. Lấy cái chai nước ngọt cắt ra. Có tiền mua tôn là mua tôn. Lên làm bờ vậy này. Dạ. Nó tốt. Không có tiền mua tôn. Ừ, tiền tôn này dơ này. Ai mà lạ mà lên nhìn thấy ngôi nhà của chú là không dám lên luôn á. Cả nhà quần áo treo kìa. Đó treo rồi. Tùm lum tà la luôn. Treo rất là nhiều. Quạt gió. Quạt gió. Cho nên gió là nó quạt á. Ồ. Ý là nó quạt là để cho vui hả? Quạt cho nên nghe cái đó là rớt rồi. Cái nó đùng là đặc nhá. Thì là chú thiết kế là hả? Nó rớt rồi. Chú thiết kế luôn hả? Cũng sáng tạo quá ha. Đặt chơi rồi. Đó chú treo rồi quần áo rồi. Cái này ống nước cũng treo nữa hả chú? Ống nước này cũng treo nữa. Mà treo đó bỏ uống cái treo đó là khơi mục. Bỏ uống treo khơi mục. Ui. Rồi quần áo treo vậy đó hả? Cái này là cái lon này, cái này gió cái này nó quạt vậy nó kêu. Dạ. Nó kêu vậy nè. Chén cũng kêu nữa cả nhà. Nó gió nó kêu ấy, nó gì vậy? Đó vậy. Ồ. Nghe. Khi nó gió là nó kêu vậy. Cũng lạ quá ha. Ừ. À, kiểu như là mình treo 1-2 lon hay là 3-4 lon để mình chơi nhìn ngắm thôi. À. Còn cái này mà chú treo rất là nhiều luôn. Nghe tiếng đó. Ở bên đây là trên cây kia, cây cốc kia chú cũng treo nữa. À, cái bộ áo bộ người ta làm á, lụm treo đó. Mốt hết rồi. Ồ. Đây này cả nhà. Ở bên phía này chú cũng treo nữa này. Phải nói là cái khu đất của chú là chỗ nào chú cũng treo luôn. Đó. Cả nhà nhìn thấy chuối nè, chuối chú trồng thấy tốt không? Tươi tốt. Ở đây kêu kêu vậy á. Ở dưới đây cũng kêu kìa. Cục kết. Đó cả nhà mình nghe không? Lạ quá, lạ lắm quá ha.
sợ là cuộc sống của chú sống ở trên này thì chắc khó khăn nhiều của chú ha, từ đi cái nước, từ cái điện, rồi từ cái miếng ăn giấc ngủ, nó rất là khó khăn. Ngôi nhà bếp thì thấp chủng mà. chú thấp hơn con nhiều luôn á. Ờ thấp hơn trơn. Dạ. Hôm nay nhà mình ăn món gì chú? Lâu chưa nấu ăn đâu, ăn canh mít. Canh mít hả? Ừ. Mình hái trái mít nương mình nấu canh hả? À, trái mít hôm qua đi núi á. Ngôi nhà cho cả nhà mình xem hoàn cảnh của người đồng bào. À, cái ngôi nhà bếp thì nhà nhìn rất là đơn sơ. Nó là dạng gì? Gà thì cho gà đẻ trong luôn hả chú? Dạ. À, để tấn. Dạ. Mỗi lần lấy nước là lấy nhiều vậy đó, để dự trữ. À, dạ. Từ thôn mình xin cho người ta. Dạ. Vậy bên trong ngôi nhà của chú có thể là mở cửa ra cho con quay một chút xíu để khán giả họ xem cái phòng cảnh của chú được không? Bên này à? Dạ. Bên này phải không? Dạ đúng rồi. Phải nói chú là một người sáng tạo luôn. Ngủ hai chồng chú ngủ giỡn chứ không có ngủ đệm hả? Ngủ giỡn nguyên cả. Ôi. Vô ta cho. Quanh năm suốt tháng là ngủ giỡn không hả chú? À, ngủ giỡn không à. Trong nhà chú mà chú cũng treo những cái vật dụng nữa kìa. À, đồ chơi không nít. Chơi lên nên cho nó mát á. Dạ. À, lấy mấy cái nắp bắn vậy rồi. Đó là cho nó đẹp. Là cho đẹp. Vàng đỏ trắng. Dạ. Đơn sơ đơn giản. Chú cũng sáng tạo nhiều cái hay chú ha. Lòng bậy bạ chưa. À, chắc cái này là chú treo như thế này là chắc mất nhiều thời gian hả chú ha? Không có đâu. Chắc từ đây tới mà tới cuối đời chắc chú treo, chắc nhìn nhà chú chắc... Thì nấu ăn xong là chờ cơm chín xong đem treo chứ. Dạ. Lần lần có bao nhiêu mình treo bao nhiêu. Sau này là nhìn ngôi nhà của chú là toàn là chai lon không? Bữa nhiều chứ, vợ bán hết rồi. Dạ. Nhiều lắm. Vợ bán là sao chú? À, bữa đi chỗ đi làm thuê á. Không có mua, không có thuốc hút. Mới một kilo mua 4 cái 1 ngàn. 4 cái 1 ngàn? Ừ. Bán. Gỡ bán. Bán. Cũng hay chứ cả nhà. Cái này mình treo lên mình để dành khi nào mình kiểu như là mình bỏ heo vậy đó ha. Ừ. Cái thiếu tiền cái mình thiếu tháo tiền. Xuống mình không. Bán. Không, bán. À, chú có cái suy nghĩ hay cả nhà. 4 cái 1 ngàn. 4 cái 1 ngàn. Đồ nó mua thuốc. Rồi bao nhiêu cái mới mua được người có thuốc? Thì 4 cho cái là nhiêu là? 4 cái 1 ngàn. 4 cái 1 ngàn á. Dạ. 4 cho cái là nhiêu? 10 ngàn. 10 ngàn. Được 10 ngàn á. Dạ. Hay cái này coi như là mình để dành á ha. Ờ, dành. Dành cái nào kẹt kẹt. Cái này là cân ký. Cái này cái bịch 2 xị, 3 xị vậy á. Dạ. Là cân ký. Cái lon là 4 cái là 1 ngàn. Dạ. Phải nói chú là người phải nói là lắm luôn á. Lần đầu tiên mà nghe đi nhặt những cái chai cái lon về để treo lên xung quanh nhà của mình. Rồi khi mà hết thuốc kẹt tiền đó, rồi tháo xuống bán. Xuống bán. Không có tiền mua thuốc á, giờ hút thuốc lá. Dạ. Không hút thuốc này đâu. Dạ. Thuốc giống á. Dạ. Mua 10 ngàn một bịch. Dạ. À, chú là thường thường là đi nhặt hả? Mình đi nhặt mấy cái chai này hay là sao? Không hả, đúng rồi. Không nhà đâu, mấy anh em uống á. Cái lon kia người ta mới đem uống, ta đi uống này. Chú lụm lại. Lụm lại, gồm lại. Như dây, treo. Dạ, con hiểu rồi. Không có cái bình về là mấy đem uống rượu á. Dạ. Để dành cột lại vậy. Dạ. Mình không bỏ. Ở trên đây thì trời mưa, khi mà tháng mưa đó. Rồi lạnh lẽo là nhiều khi uống dạ ba ly rồi chú hả? Không à. Chú uống hả? Không à, uống à. Mình năm ngoái uống ghê, bệnh bỏ 8 năm. Bỏ 8 năm. Quay mấy chó cho các nhà xem. Ăn thôi. Nằm thấy ghét không? Chú nuôi được hai bé chó. Ba chứ. Ba đứa. Ba kìa. Dạ. Nó nằm thấy ở dưới bếp. Dạ. Chú ngồi đây chú. Cũng hay. Nhặt về rồi treo lên nhà. Rồi khi nào kẹt tiền được tháo xuống bán. Ừ, bán. Nghe thì cũng rất là hay đó. Người ta thì mắc cỡ, động chú bị được á. Chú là không cỡ hết, động. Mình không có mắc cỡ, mình đi theo đường mình động. Động rồi mình treo. Theo trò dạ. Khi mình không có tiền mua cá ăn vậy thì bán. Có cá được bán nha chú hả? Không có tiền mua cá thì vô vậy. Dạ.
kiếm bốn cái 1.000, một cái 1.000. Dạ. Hay có gì. Không bán hết nha, để lại cho, đừng có bán hết. Dạ. Để lại để cho. Bây giờ nghe được cái lý do tại sao mà chú lại treo những cái lon cái chai, những cái mũ, cái tôn, cái sắt ở lên trên xung quanh cái ngôi nhà của chú, thì đã biết được một cái lý do là chú để dành khi nào mà hết tiền là chú tháo cho tôi bán. Ừ. À, với lại treo để lùng lặng nghe đỡ buồn. Nghe đỡ buồn. Dạ. Nhưng mà mình bán thì mình cũng để lại cho chú ha. Cũng băng hết rồi. Dạ. Hôm nay con đến đây thì cũng như là một cái duyên á. Dạ. Con cũng muốn tìm hiểu tại mình thấy lại mà lạ quá. Dạ. Con cũng đi ngang qua lại cái tuyến đường này mà không có chú ở nhà. Đó, thì bữa lên thì có con dâu của chú tặng cho chú cái đèn năng lượng rồi. Dạ. Thì hôm nay con có những cái món quà tình thương của cô chú anh chị mình đồng quân trong nước và ngoài nước. Thì con cũng muốn gửi tặng cho cô chú. Dạ. Thì hôm nay lên thì không có bà xã của chú cả nhà. Mà có một mình chú thôi. Đây là con tặng cho chú một cái hộp bánh nè. Dạ. Ban đêm uống trà đỡ buồn. Đây thêm hộp nữa là hai hộp bánh. Thì ở đây con có là một chai nước mắm. Một chai dầu ăn. Một chai nước tương. Bột ngọt. Muối. Chú có thường xuyên đi xuống làng mình mua nhiều như thế này để mình dự trữ không chú? À không, mua một bọc bì nhỏ không à. Mua bì nhỏ không hả? 8.000 á. Dạ. Đường này chú, một ký đường. Mì tôm. Trong đây là có 5 gói mì tôm. Tặng cho chú 2 lon sữa ha. Cho ban đêm mình pha mình uống đỡ buồn. Chú có điện bình cầm tay chưa? Có, đã hư. Hư rồi. Bữa đeo cho ông kia trò bữa. Dạ. Đây con tặng cho chú cá nè. Đấy ban đêm mình đi vệ sinh sinh hoạt rồi khỏi bị gặp khó khăn á cả nhà, đi mình rọi soi đồ những con vật mà nguy hiểm á, chắc không thích rồi á. Tặng cho chú ha. Đây là xà bông gội đầu. À, xà bông rửa chén. Rồi xà bông giặt đồ, đầy đủ đồ luôn rồi chú ha. Dầu gió nè chú, 3 chai dầu gió để thao bụng. Rồi hết. Chú cảm thấy hôm nay con đến bất ngờ đó. Rồi chú thấy tặng những cái món quà tình thương như thế này thì chú có cảm nghĩ gì? À, cảm ơn nha. Cái này không phải là của con, cái này là của cô chú chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước. Yeah. Chú có thể là nhìn vào cái màn ảnh nhỏ của con gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân để cho cô chú chị Mạnh Thường Quân vui. Chú nói điều gì đi, nói điều gì gửi lời cảm ơn. Tiếng em là tiếng dân tộc vậy. Hả? Nói tiếng dân tộc cũng được, nói tiếng dân tộc nói sao chứ? Tiếng dân tộc là... Tôi suy nghĩ nha. Suy nghĩ. Là anh nhớ anh đi rê. Như rê để anh nhớ người rê. Dạ. Vậy là cảm ơn đó là cảm ơn á. Dạ. Là mẹ em cho chú vậy á. Dạ. Như rê anh nhớ người rê. Đó là cho mẹ em cho chú vậy. Dạ. Là dịch lại mẹ em á. Dạ. Theo nhưng của chú là nhung bre đây là anh gre. Dạ. Là tiếng dân tộc á. Dạ. Em không hiểu được. Dạ. Nói được thôi ít. Dạ. À. Còn tiếng em là dễ hiểu hơn, còn tiếng dân tộc là khó hiểu. Dạ. Muốn khó đâu, học biết thì dù là cũng biết thôi. Dạ. Hello. Dạ. Dạ. Còn tiếng em là cũng dễ hiểu hơn. Dạ. Dạ. À. Còn tiếng bên chú là nó khó hơn. Dạ. Khó hơn, nó dài hơn phải không? Dạ. Ừ, nó khó hơn. Thấy chú vui là con cũng vui. À. Thì vô nãy là gì đó là cảm ơn là Breger quà. Dạ. Là mẹ cháu là đưa cho chú. Ví dụ là cho chú này. Dạ. Vui vẻ. Cả nhà, cuộc sống của bà con người đồng bào Rắc Lây sống trên một cái đồi núi.
rất là vất vả và khó khăn. Thì mình đến mình tặng những cái món quà tình thương như thế này thì mình cũng cảm nhận được là họ vui, nhưng mình cũng làm được một công việc ý nghĩa thay mặt thường quân. Làm một việc ý nghĩa và nói trên lời thầy rất là xúc động luôn. Nhiều khi trời nắng trời mưa mình đi lên trên núi, mình thấy bà con nghèo khổ phải gùi một cái gùi chuối hoặc là đi bẻ từng việc cặn măng, mình cảm thấy mình cũng xót xa cả nhà. Đối với Lê Thang cũng xin thay mặt cho cô chú cảm ơn cô chú chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước rất là nhiều. Đối với Lê Thang xin gửi lời chúc đến gia đình và Mạnh Thường Quân thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Thì con có một cái món quà thiết yếu thì cũng có một cái món quà tinh thần. Thì bữa trước thì con cũng có tặng cho chú là 1.000.000 đồng rồi và một cái đèn năng lượng rồi. Hôm nay con ghé lại thì có những cái món quà tình thương. Rồi rồi. Vui hay chú ha. Cảm ơn nha. Chú, hồi nãy chú có chia sẻ là chú không có tiền mua tôn để làm cái máng nước đó. Thì con sẽ gửi tặng cho chú một ít tiền. Thì hôm bữa cũng đã tặng cho chú rồi. Đáng lẽ ra hôm nay con chỉ tặng cho chú những cái món quà tình thương thôi. Tại vì cũng còn rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn mình cũng chia sẻ mỗi người một ít. Thì nghe chú chia sẻ thì không có tôn thì con cũng muốn tặng cho chú tiền để cho chú có thể là mua tôn mình làm một cái máng nước để mình giữ chữ nước sau này không có công mà đi xuống suối rồi chở nó khó khăn. Cả nhà hôm nay đi trên lên thang xin phép chức quỹ của cô chú chị Mạnh Thường Quân trên kênh của đi trên lên thang mỗi người 200.000 để đi trên lên thang xin phép là đọc tên Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân thứ nhất là cô Trần Lê Thanh ở Mỹ 200.000, bác giấu tên ở bên Đức 200.000, sư cô Thích Chi Hạnh ở Mỹ 200.000, cô Tư ở Lâm Đồng 200.000, cô Sáng ở Mỹ 200.000, chú Thân Niệm ở Mỹ 200.000, bác Trung Nguyễn ở Thị Điển 200.000, cô bán chả giò ở Mỹ 200.000, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 1 triệu 6. 1 triệu 6 thì Đưa Chương Lê Thang xin phép là trừ số tiền Đưa Chương Lê Thang mua quà là 450.000. 450.000 thì Đưa Chương Lê Thang trừ ra là còn lại 1 triệu 150 ngàn nha cả nhà. Đưa Chương Lê Thang sẽ đếm tiền cho cô chú chị mình xem. Tờ 500 là 1 tờ, 2 tờ là 1 triệu nè. Tờ 100 nè, tờ 20, 2, 3, 4, 5 là 1 triệu 150 ngàn gửi tặng cho chú để cho chú có thể là xây sửa trong cuộc sống những ngày sắp tới ha. Dạ. Mua tôn để làm được cái máng nước hả chú ha. Dạ. Lần sau có thì con ghé đi ngang qua đây đó, con sẽ ghé lại để xem chú làm cái máng nước như thế nào. Chú vui không? Dạ vui. Cảm ơn chú đã chia sẻ cái hoàn cảnh của gia đình mình ha. Dạ. Con chúc cho chú và cô và gia đình thật là nhiều sức khỏe ha, may mắn trong cuộc sống. Cả nhà có lẽ là Đức Chương Lê Thang xin phép là khép lại video ở đây. Đức Chương Lê Thang sẽ đi qua một hướng khác để thăm bà con đồng bào nghèo miền núi nữa cả nhà. Nhà cả nhà yêu mến Đức Chương Lê Thang xem video cũng đừng quên bấm cho kênh hàm lượng đăng ký nha cả nhà, để cho Đức Chương Lê Thang có thêm cái động lực bước trên con đường tình nguyện. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Chắc chú cháu mình chào tạm biệt khán giả. Cảm ơn nha. Dạ. Mình chào tạm biệt khán giả đi chứ. Bye bye. Bye bye. Bye bye.